Xin chào tất cả các bạn. Trong thời gian vừa qua thì tôi đã chia sẻ với các bạn rất nhiều thông tin về phần mềm AI Face. Đây là một trợ thủ đắc lực trong bán hàng online trên Facebook. AI Face là một phần mềm được sáng tạo và phát triển bởi công ty phần mềm AI Shop. Tại sao tôi lại nói AI Face là một trợ thủ đắc lực trong bán hàng online trên Facebook? Bởi AI Face hỗ trợ tương tác một cách rất thông minh tới khách hàng của bạn và bạn bè của họ, làm cho mọi hành động của bạn đều được xuất hiện trên news feed của họ. Như vậy, khi bạn đăng một bài viết bán hàng thì bài viết đó sẽ xuất hiện thường xuyên trên news feed của họ. Việc sản phẩm của bạn hay fanpage của bạn trở nên dễ dàng hiện diện trước mặt khách hàng của bạn khi họ lướt Facebook. Hiện nay trên thị trường có một số phần mềm hỗ trợ auto Facebook, nhưng những phần mềm này không thể comment theo ngữ cảnh, không thể hiểu được trạng thái bài viết của người dùng và lập trình theo một cách cố định, không linh hoạt. Chính vì vậy có thể dễ dàng gây ra sự phản cảm, tạo ra nhiều sự bất lợi cho người dùng. Tôi đánh giá là nó khá là stupid. Nhưng tại sao AI Face lại là một phần mềm tương tác một cách thông minh? Bởi vì trước khi ra một quyết định bình luận trên một bài viết thì AI Face sẽ nghiên cứu qua 3 thông tin. Thứ nhất, đó là phải đọc bài viết đó, nội dung là gì để hiểu được bài viết đó nói về cái vấn đề gì. Thứ hai là hình ảnh trong bài viết đó như thế nào. Thứ ba là phải đọc những comment ở phía dưới để xem xu hướng bình luận của người dùng trên bài viết đó. Rồi sau đó AI Face mới ngẫu nhiên hoặc là ưu tiên để đưa ra những quyết định comment phù hợp với cái ngữ cảnh của bài viết. Đây là một sự khác biệt cực kỳ to lớn của AI Face với các phần mềm khác, auto Facebook khác trên thị trường. Vậy trong video lần này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức đăng ký một tài khoản, cài đặt và thiết lập một tài khoản AI Face một cách chi tiết và đơn giản nhất. Đầu tiên thì AI Face sẽ chạy tốt nhất trên nền tảng Windows và máy tính như thế nào? Thì AI Face yêu cầu máy tính tối thiểu đó là Win 7 và Internet Explorer 11. Nếu mà các bạn đang dùng Win 7 và IE 8 thì có thể tải bản IE 11 ở phía dưới video này, ở trong phần mô tả của video. Và tôi khuyên các bạn, máy tính cấu hình tốt nhất để chạy AI Face đó là Win 10. Đầu tiên thì chúng ta cần phải đăng ký một tài khoản AI Face trên trang web của aishop.vn. Bước 1, chúng ta truy cập vào website aishop.vn. Bước 2, chúng ta lựa chọn sản phẩm, chọn AI Face. Bước 3, chúng ta chọn đăng ký. Tại đây các bạn điền thông tin đăng ký của mình, họ tên này, số điện thoại, email và mật khẩu. Sau đó kích vào nút đăng ký. Khi bạn đã đăng ký thành công, AI Shop sẽ hiển thị một bảng thông báo chúc mừng bạn đã đăng ký thành công và gửi tới bạn một email chúc mừng bạn đã đăng ký sử dụng phần mềm thành công và những hướng dẫn cụ thể. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành bước đăng ký một tài khoản. Bước này rất là đơn giản thôi ạ. Tiếp theo, sau khi chúng ta đã đăng ký thành công tài khoản AI Face, chúng ta tiến hành thiết lập tài khoản. Bước 1, chúng ta truy cập vào aishop.vn. Bước 2, chúng ta chọn đăng nhập, chọn AI Face. Tại đây các bạn hãy điền cái tài khoản mà các bạn vừa đăng ký thành công. Ở đây là tôi đã đăng ký rồi ạ. Chọn login để đăng nhập. Khi các bạn mới đăng ký một tài khoản thì sẽ có một cái giao diện như thế này ạ. Tại đây chúng ta hãy điền email và hoặc số điện thoại của tài khoản Facebook của chúng ta muốn đăng nhập bằng AI Face. Sau đó chọn thiết lập. Đây là danh sách tài khoản ạ. Với một tài khoản trên AI Face, chúng ta có thể đăng nhập được 15 tài khoản Facebook. Theo tôi khuyên các bạn nên sử dụng ít nhất là 3 tài khoản. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức thiết lập AI Face cho một tài khoản Facebook. Chúng ta nhấn vào thiết lập, tôi chọn tài khoản Nguyễn Anh Tuấn. Chọn thiết lập. Thứ nhất, đây là thông tin khách hàng. Các bạn có thể thấy không ạ? Đây ạ, họ và tên Nguyễn Anh Tuấn. Email đăng ký, kích hoạt bản Pro. Đăng ký ngày 10 tháng 7 năm 2018. Và tại đây các bạn có thể tải phần mềm cài đặt về máy tính. Khi thiết lập xong, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức cài đặt phần mềm này trên máy tính. Sau phần thông tin khách hàng, đó là phần Friend. Các bạn có thể thấy không ạ? Tại mục Friend thì chúng ta có thể thấy gồm 4 ô: URL nhận tương tác, chỉ theo dõi, danh sách UID kết bạn tương tác, danh sách UID chặn hủy tương tác. Tại mục URL nhận tương tác, đây là những cái link Facebook
từ những người mà bạn muốn chăm sóc một cách đặc biệt. Khi đó, AiFay sẽ trực tiếp tương tác và ưu tiên với những người này. Đồng thời, AiFay sẽ ngẫu nhiên tìm đến những người bạn của họ để kết bạn. AiFay cũng theo dõi những người tương tác với họ để kết bạn, tương tác với bạn bè của họ và gây sự chú ý đặc biệt. Còn mục chỉ theo dõi thì AiFay sẽ chỉ theo dõi những cái người đó nhưng không tương tác, không comment. Nhưng AiFay sẽ chủ động tương tác và kết bạn với những bạn bè của người đó. Chú ý, với những người nào mà khóa bạn bè thì AiFay không thể kết bạn với bạn của họ được, nhưng có thể kết bạn được với những người đang tương tác trên cái new feed của người đó. Các bạn hãy nhớ rằng mỗi người bạn là một link và được xác định trên một dòng. Tại mục danh sách UID kết bạn và tương tác, khi chúng ta nhập một cái danh sách UID, một tệp UID khách hàng tiềm năng vào đây, thì AiFay sẽ tự động kết bạn và theo dõi cũng như tương tác với cái danh sách, với cái tệp UID này. Sau khi mà AiFay đã có kết quả đó là kết bạn được rồi, thì mặc định đã theo dõi và tương tác với họ, và AiFay sẽ tự động xóa những cái UID ở trong cái danh sách này đi ạ. Còn danh sách UID chặn và hủy tương tác, đây được coi là một danh sách đen. AiFay sẽ tự động cách ly, hủy theo dõi và hủy kết bạn nếu những cái người ở trong danh sách này đã nằm trong danh sách bạn bè của Facebook. Sau đó chúng ta nhấn vào cập nhật để cập nhật danh sách. Mục tiếp theo đó là fanpage. Ở mục fanpage này rất là thú vị, chúng ta sẽ có 3 trường hợp. Trường hợp đầu tiên, nếu fanpage bất kỳ mà cái tài khoản Facebook Nguyễn Anh Tuấn này chưa like, có thể là một cái fanpage của đối thủ, thì AiFay sẽ vào hàng ngày và sưu tầm, tự động tương tác và kết bạn với những người đang tích cực tương tác trên cái fanpage đó. Trường hợp số 2, fanpage đó không phải là tài khoản mà chúng ta làm admin, không phải tài khoản mà Nguyễn Anh Tuấn là admin, nhưng mà chúng ta đã like từ trước, thì AiFay sẽ tự động tương tác, like, comment một cách phù hợp với những bài viết trên fanpage đó và kết bạn với những người tương tác trên fanpage đó. Trường hợp số 3, nếu mà cái tài khoản Nguyễn Anh Tuấn là admin của fanpage đó thì rất là hay. AiFay sẽ tự động mời bạn bè vào like fanpage, tương tác, like và comment những bài viết trên fanpage đó. Và khi nếu chúng ta sử dụng bản full thì fanpage đó sẽ được tăng like từ cộng đồng của AiFay, không chỉ tương tác từ tài khoản của Nguyễn Anh Tuấn, mà cái fanpage đó của chúng ta sẽ được tăng like từ cộng đồng của AiFay khi mà chúng ta sử dụng bản full, bản pro đó. Các bạn chú ý là mỗi URL của một fanpage là một dòng. Sau khi chúng ta đã lựa chọn những fanpage thì chúng ta chọn cập nhật để cập nhật thông tin, cập nhật những cái fanpage mà chúng ta cần tăng tương tác. Tiếp theo đó là group. Với group thì chúng ta cũng có 3 trường hợp. Trường hợp 1, khi chúng ta chưa là thành viên thì AiFay tự động kết bạn với những thành viên ở trong group đó. Trường hợp số 2, nếu tài khoản Nguyễn Anh Tuấn là một thành viên trong group đó nhưng không phải là admin, thì AiFay sẽ tự động kết bạn với những thành viên tương tác tích cực trong nhóm, nhưng mà cái bài viết của cái Facebook Nguyễn Anh Tuấn này sẽ được ưu tiên hơn và thỉnh thoảng sẽ tự động vào những cái bài viết đó và comment chấm một cái. Trường hợp số 3, group mà tài khoản Nguyễn Anh Tuấn làm admin thì AiFay sẽ tự động mời bạn bè tham gia group và kết bạn, tương tác với những thành viên tích cực trong nhóm. Và các bạn chú ý là mỗi URL được xác định trên một dòng thì chúng ta nhấn cập nhật. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ đến thiết lập AiFay. Tại phần thiết lập AiFay này thì chúng ta, nếu mà chúng ta để cái chế độ tự động thì đây là AiFay sẽ tự động chọn cho chúng ta những cái chế độ thiết lập phần mềm chạy. Chúng ta nhấn vào, chúng ta sẽ tắt cái chế độ tự động này đi ạ. Tại mục thêm bạn tối đa trong một ngày thì nếu cái tài khoản của bạn mới lập, cái độ trust với Facebook còn kém thì tôi khuyên bạn nên để chế độ là ít. Còn khi tài khoản của bạn đã lâu đời và đã được lập và tương tác một thời gian thì độ trust cao hơn thì chúng ta nên chọn trung bình hoặc cao. Ở đây tôi chọn trung bình. Hoặc là khi các bạn không muốn kết bạn nữa thì các bạn có thể chọn mục là dừng, không kết bạn nữa. Ở đây thì tôi chọn trung bình ạ. Tại mục cách kết bạn ưu tiên thì tại đây chúng ta có thể chọn là AiFay tùy chỉnh này, ưu tiên theo group fanpage, ưu tiên theo gợi ý của Facebook,
kết bạn tự động ưu tiên trong danh sách bạn bè. Các bạn có thể lựa chọn về giới tính nam nữ, tuổi, chọn địa điểm. Tuy nhiên, trong thực tế thì AiFace vẫn sẽ kết bạn một lượng nhỏ với những người nằm ngoài cái đối tượng mà chúng ta lựa chọn để đảm bảo cái tính tự nhiên nhất cho tài khoản Facebook. Xác nhận kết bạn khi có lời kết bạn thì chúng ta có thể chọn thủ công hoặc là tự động. Ở đây tôi chọn hủy tự động và xác nhận kết bạn bằng thủ công. Tại mục chế độ tương tác cảm xúc thì AiFace sẽ dựa vào trạng thái của bài viết để đưa ra những cái tương tác phù hợp như là like này, thả tim, cười, hoặc khi mà quét được trạng thái của bài viết buồn thì sẽ đưa ra những cảm xúc buồn. Ở trong cái phần này ấy, thì sẽ quyết định cái tài khoản này của bạn sẽ tương tác một cách tích cực hay không. Mỗi tương tác của bạn tự động cho đi đều được ghi nhận và sẽ được tài khoản khác trong cộng đồng AiFace trả lại một cách tương ứng. Nhưng các bạn chú ý là với những tài khoản miễn phí vẫn có những cái tính năng này, tuy nhiên bạn chỉ được hưởng 30% những gì bạn cho đi. Ví dụ, khi bạn like hoặc là thả tim 100 lần thì tối đa bạn chỉ được hưởng 30 lần. Còn đối với bản Pro, bản trả phí thì bạn có thể hưởng lên tới 150 lần. Ở đây thì tôi sẽ lựa chọn trung bình. Tài khoản này của tôi sẽ tương tác một cách trung bình ạ. Tiếp theo, ưu tiên mức độ thì tại đây các bạn có thể lựa chọn sự tùy chỉnh, ưu tiên thả tim hoặc ưu tiên like. Tôi chọn tùy chỉnh. Thiết lập phần mềm tự động comment hàng ngày thì tùy vào những cái tệp khách hàng của bạn để đưa ra những cái quyết định comment phù hợp. Nếu bạn đang kinh doanh mặt hàng đó là đồ ăn, các bạn có thể ưu tiên comment những cái bài viết có hình ảnh ăn uống, tiệc tùng. Nếu các bạn đang làm trong ngành du lịch thì các bạn có thể ưu tiên những cái bài viết có ảnh đẹp ở ngoài trời chẳng hạn. Ở đây thì AiFace sẽ tự động phân tích nội dung, phân tích hình ảnh của những bài viết của từng status để đưa ra những quyết định comment phù hợp nhất. Tôi chọn trung bình và tôi chọn AiFace tự động điều chỉnh. Tại mục thiết lập tương tác với group, thiết lập tương tác với fanpage thì nếu bạn tăng mức độ trung bình hoặc là cao thì AiFace sẽ tự động tương tác nhiều hơn với group và fanpage, và ngược lại, bạn chọn ít, bạn chọn mức độ ít thì AiFace sẽ tương tác ít hơn với group và fanpage. Và chế độ share bài viết cũng vậy ạ. Tôi để ở chế độ trung bình. Sau khi chúng ta đã thiết lập được cách chạy phần mềm của AiFace thì chúng ta chọn apply để cập nhật. Tiếp theo, hẹn giờ đăng bài. Tại mục hẹn giờ đăng bài, AiFace hỗ trợ lên nội dung bài đăng trong một tháng. Các bạn có thể lên nội dung bài viết tại đây. Chọn khung thời gian, hình ảnh. Hoặc các bạn có thể đăng một bài viết lên tường của một người khác hay lên một fanpage. Các bạn, tại đây các bạn hãy điền link của bạn bè hoặc là fanpage mà các bạn muốn đăng bài viết lên tường của họ. Các bạn có thể đăng bài viết này lên các tài khoản khác bằng cách lựa chọn dấu tích vào đây ạ. Mục này rất đơn giản ạ. Tiếp theo đó là mục nhắn tin tự động. Tại mục nhắn tin tự động, các bạn có thể nhắn tin tới những người comment trên một bài viết của mình trên profile cá nhân hoặc là trên một group. Các bạn có thể soạn nội dung tin nhắn vào đây. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. Và nhắn tin cho những người tương tác với URL. Giả sử bạn đăng một cái bài tuyển dụng lên một cái group tuyển dụng chẳng hạn, thì các bạn có thể nhập nội dung vào đây. Những ai mà tương tác, comment ở trên bài viết đó thì AiFace sẽ chủ động gửi tin nhắn cho họ. Tiếp theo đó là mục nhận tương tác. Đây là mục có tính năng rất đặc biệt của phần mềm AiFace. Ví dụ, nếu bạn có 5 tài khoản khác nhau thì 5 tài khoản này có thể tự động ngẫu nhiên tương tác với cộng đồng các tài khoản khác của AiFace. Tuy nhiên, nó không thể kết bạn và theo dõi với những tài khoản này. Như vậy, khi 5 tài khoản của bạn tự động cho đi 100 tương tác thì sẽ tự động được AiFace phân phối ngẫu nhiên hàng trăm tài khoản khác tương tác trở lại để trả lại cho bạn tương xứng. Mặc định một tài khoản cho đi bao nhiêu thì sẽ nhận được tương ứng bấy nhiêu. Nhưng tại cái chức năng này thì cho phép tài khoản của bạn cho đi nhưng sẽ được nhận lại vào một cái tài khoản khác. Đó là một cái link bạn bè, link URL Facebook bạn bè, hoặc là fanpage, hoặc là group, thậm chí là một bài viết. Giả sử tôi sử dụng 3 nick để cho đi tương tác nhưng nhận lại tại một nick khác, hoặc tại một fanpage, tại một group,
thậm chí là một cái bài viết. Và chú ý là mỗi URL là một dòng, và iFace sẽ tự nhận biết trả lại cho bạn tương ứng các tương tác đó. Nếu mà cái danh sách trắng thì toàn bộ tương tác nhận được sẽ trả về cho chính cái tài khoản này. Giả sử tôi muốn chọn tương tác trả về tài khoản Tuấn Nguyễn của tôi, tôi copy đường link của tài khoản của mình, paste vào đây, dán vào đây. Sau khi tôi đã đưa cái link để nhận tương tác vào đây thì tôi nhấn cập nhật. Ok. Tiếp theo, mục thông tin bạn bè. Hiện tại, mục thông tin bạn bè đang trong quá trình cập nhật, nhưng tôi xin chia sẻ một chút. Với mục thông tin bạn bè thì iFace sẽ tự động cập nhật bạn bè một cách liên tục, bởi iFace liên tục cập nhật danh sách bạn bè. Chính vì vậy, chúng ta có thể sử dụng thông tin hình ảnh bạn bè để gỡ checkpoint từ Facebook rất là dễ dàng. Đây là một tính năng rất hay, giúp cho tài khoản của bạn an toàn hơn. Có một số lưu ý, đó là khi sử dụng iFace thì chúng ta có thể sử dụng được 15 tài khoản Facebook, và chúng ta có thể sử dụng iFace trên 3 máy tính khác nhau, nhưng chúng ta nên đặt tại một địa điểm. Với mỗi cái tài khoản miễn phí thì khi thiết lập chúng ta sẽ có 5 ngày sử dụng full tính năng. Và sắp tới tôi xin bật mí với các bạn một cái tính năng rất hay của iFace, đó là hỗ trợ tăng số mắt xem trong live stream của bạn. Đây là một tính năng rất tuyệt vời. Vậy sau khi chúng ta đã thiết lập một tài khoản iFace thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Đây chính là cái phần mềm iFace mà chúng ta đã tải về. Chúng ta mở ra, chọn setup. Tại đây, input your email, thì chúng ta phải điền cái email mà chúng ta đã đăng ký thành công cái tài khoản ở trên trang web iShop. Đây ạ các bạn. Các bạn để ý nhé, đây chính là tên tài khoản của chúng ta này. Tài khoản thì chúng ta hãy copy cái tài khoản này vào đây và bắt đầu chạy. Cài đặt thành công. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở về desktop để mở phần mềm iFace để xem phần mềm này đã hoạt động như thế nào. Đây ạ, đây là phần mềm iFace của chúng ta đây. Tôi kích chuột trái vào. Các bạn có thể thấy không ạ? Phần mềm đang chạy. Nó sẽ chạy rất tốt trên Win 10. Các bạn có thể thấy là cái phần mềm của chúng ta là đang tự động đăng nhập đúng không ạ? Tự động đăng nhập vào tài khoản. Tự động đăng nhập. Đây ạ. Đây là tài khoản Nguyễn Tuấn của tôi. Tôi lưu ý nhé, là cái phần mềm iFace này chạy rất tốt trên Win 10. Tốt nhất các bạn nên sử dụng Win 10 để có thể chạy được iFace, và ngay cả AIC cũng vậy. Các bạn có thấy là tài khoản iFace của tôi đang quét new feed của tài khoản Nguyễn Tuấn đúng không ạ? Chúng ta có thể kiểm tra việc hoạt động của iFace như thế nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản Facebook. Các bạn sẽ lựa chọn nhật ký hoạt động. Nhật ký hoạt động để xem cái phần mềm, để xem iFace của chúng ta đã hoạt động như thế nào ạ. Đây ạ. iFace tự động kết bạn. Tự động kết bạn này. iFace tự động comment vào hình ảnh. Vui thế, yêu quá. Đúng không ạ? Đây, các bạn có thể thấy là tài khoản iFace của tôi tự động bình luận đúng không ạ? Tự động tương tác. Đây, hình ảnh. Đây là một hình ảnh vui đúng không ạ? Tài khoản iFace của tôi đã comment vui thế, yêu quá. Đúng không ạ? Ví dụ như hình ảnh này. Tất cả cùng cười vui quá đi. Comment rất đúng ngữ cảnh. Đây, các bạn có thể thấy ạ. iFace sẽ vào tìm, quét từng profile cá nhân để xem có phù hợp không thì mới đưa ra quyết định kết bạn. Chứ không kết bạn ào ào. Các bạn có thể thấy không ạ?
đặc biệt đó là AI Fake sẽ tránh tương tác và tiếp xúc với những cái đề bài viết, những cái status liên quan đến vấn đề chính trị, liên quan tới những lãnh đạo của đất nước, ví dụ như là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vân vân, và tránh không tương tác với những cái bài viết mang tính chất là tục tĩu hay là vô văn hóa, đặc biệt là có thể tự xóa những comment thô tục, vô văn hóa. Thực sự đây là những cái tính năng giúp cho cái việc mà comment của chúng ta thực sự thông minh, tự động tương tác, rất là thông minh hơn rất nhiều so với những cái phần mềm hiện nay.